Rồi ok, bây giờ mình đi tới cái video thứ nhì ha. Hello mọi người, thì ngày hôm nay Ngư sẽ giới thiệu một số cây cracked. Welcome back to my garden. So, cracked today, what do I have for sale? I have new thing first. Có cây này new. Cái này healthy rồi nha mọi người. Cái này 300 nha mọi người, 300. Fully rooted rồi. Cái chậu 65 đồng nữa. $65 for the pot. Uh-huh. 365 đồng mà mua together nha. Này mặt sau của nó, này mặt trước. Cây này thì không thấy có lỗi gì hết. Hoàn hảo, có rễ rồi. Có thấy không chị Hương? Thấy. Ok. Cây này rồi. Giống cây bự của Hương đó, đúng không? À. Có chùm hoa con anh được sai. Ừ. Cây này có rễ rồi mọi người nên lấy. Rồi cây mà chúng xà này cũng cứng cáp rồi nè. Cây này cũng có rễ luôn rồi nha mọi người. Cây này thì mắc 450. $450. Hàng vàng á. Rồi, mình tới cây Halloween. Halloween lên màu đẹp lắm á mọi người. Cái này để mọi người là 200. $200. Cái chậu 50 nữa là 250. $250 for the house. Còn mua mình cái chậu riêng á là 55 đồng nha mọi người, còn mua chung là 250. Cái bông của nó nhỏ nhỏ xíu xíu xíu. Rồi, có này Impenting. Impenting màu hồng. Cái này 180 đồng. Hàng vang nha mọi người. $180. Luôn cây luôn chậu là 200. $200 for the house. $200 luôn cây luôn chậu. Cái này hàng vang nha mọi người. Bên bên tiền này nó thêm màu hồng, có sọc 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 tím tím. Rồi coi này. Cái này là Medusa. Wow. Chị nói giá. Cái này 650. $650. Cái này thật là bự lắm rồi. Cái này, là Superbam hàng va đó mọi người. Cái này là hàng va Superbam, va nó có xanh đỏ viền, cái viền vàng gô ở ngoài ha. Cái này 450. $450. Superbam. Còn này Medusa nữa nè. Cái gì? Medusa. Cây chậu là 300 nha mọi người. Giờ cây về chậu luôn. Còn cây only là 250. Ok. Còn vừa cây vừa chậu luôn là 300 nha mọi người. Cây only là 250. Cái này nên mua nè. Cái này đỏ mà va nè. Rồi. Còn đây cây Halloween. Halloween 250. $250. Cây này cũng đẹp. Cái chậu này 50 nữa. $50. 290 đồng luôn cây luôn chậu nha mọi người. $290 luôn cây luôn chậu. Rồi con này cũng mời chú xài 450, 500 luôn cây luôn chậu. $500 for the whole set. Đó, mọi người nhìn đi. Mấy cái này là hàng va đó mọi người, hàng va là hàng mà đỉnh kiếm khó kiếm, màu đỏ tối tốt là đỏ lét như là đỏ lét luôn đó. Tối tốt mà có nhiều màu. Tới mình vô cây đây trong đây cái màu hồng. 190 đồng luôn cây luôn chậu. $190 for the whole set. Yeah.
này Red Granite mà nó có lai chung với lại mấy cái cây va ghép chung á. Nhưng mà bản chất nó là một cây Red Granite bông nhí, bông hồng đỏ cực đẹp luôn á mọi người, bông nhí á mọi người. Cây này để cho mọi người giống như bông mai vậy. Nhiều. Cái này để mọi người 700 nha mọi người. Ủa mấy cái này là vô ghép vô hả? Vô gắn vô hay là của nó? Cái này là bên farm ghép, còn em là chỉ ghép cái này với cái này thôi. Có nghĩa là em gắm thêm hai, một cái này với cái này với cái này. Gắm thêm ba cái single head này thôi. Còn cái này của nó hết. Của bên farm hả? Cái này của farm. Okay. Cái này của farm nó dính vào trong cái gốc luôn hả? Yes, yes. Cây này thật ra Ngân cũng không biết nó sẽ lên màu gì nha mọi người, tại vì lúc mà mua nó không có, nó chưa có lên màu hết, nhưng mà người ta nói nó là va, nhưng mà lúc mua nó chưa có thấy lên màu á, nhưng mà bây giờ Ngân cũng không rõ là nó sẽ lên màu gì nữa, nhưng mà Ngân bây giờ nó đang lên từ từ nè, mọi người cứ ngắm nhìn nó đi ha. Cái cây này Ngân mua cũng cao giá lắm, cứ ngắm nhìn đi coi mọi người có chưa, nhưng mà Ngân thấy là màu lên khá là kiêu á, khá là kiêu chiêu dễ thương, mà dáng rất là đẹp. Cây này dáng đẹp lắm, hoàn hảo lắm, không bị gì hết. Nhìn bì hai nè, cây này có rễ rồi, cứng cáp rồi nha mọi người. Lần trước ha, mình chị Hương có qua được lần trước không? Thấy cái dáng rất là đẹp luôn á. Wow, trời nó bự lắm đẹp. Dạ, cây này mà nở hoa lên nữa là Ngân đổi giá nha, màu lên nữa là Ngân đổi giá nha. Hiện tại bây giờ nó là 700, nhưng mà màu nó mà chuyển hết cầm lít liền nguyên một cây rồi á, hiện lên rồi là giá nó different nha. Hiện tại bây giờ những cây mà bự mà dáng đẹp giống như vậy khó kiếm lắm mọi người, càng hẳn rất là khó kiếm. Còn cái này màu hồng thì mọi người chắc là ai cũng có trong vườn rồi, chứ cái màu này ai trong tim nó mất biểu bồn hết rồi, không nghĩ đâu. Mà em còn chưa biết nó sẽ là màu gì nữa nha mọi người. Chính bản thân em chưa biết nó là màu gì, tại chưa appearance cái cây này qua bao giờ. First time hết vậy. First time hết. Mấy cây này thì em biết nó là màu gì, em biết nè. Cái cây kia thì chưa biết, không biết ha. Cây này thì em biết nó là màu gì rồi. Nhưng mà cây này lên đẹp nè, màu va nè, hiện lên nè mọi người. Cái này màu va hiện lên nè, thấy không? Cái này để cho mọi người 800 nha mọi người. 200 đô là. Rồi, ok, this one. Cái này hàng chùm nè. Cái này 100 nha mọi người. 100 đô là. Cái này bữa nay nó bắt đầu nở tung ra rồi đó mọi người. Ngân mua cây, Ngân thích cái lượng, cái dáng đó. Xong rồi Ngân uống cái dáng đó cho nó bonsai á, nhìn nó không có bị chán á. Nên uống cái dáng nó bonsai lại. Thì cái cây này có nhiều màu nè ha. Cây này cứng cáp rồi, cây này để 100. Mà có mấy cây là bán hết mấy cây, giờ hôm nay lên còn lại 2 cây nè. Mấy cái màu này lên màu đẹp lắm mọi người, bà con mua về, các bà con thích bà con quay lại mua tiếp. Cây này chỉ 90. Nếu mà mọi người lấy cái cây này luôn, cây luôn dầu để mọi người 140 nha. 140 luôn cây luôn chậu, đúng một xét này. Sao? 140 luôn cây luôn chậu. Cái chậu này mọi người bỏ Purple Delight cũng đẹp lắm đó mọi người. Bỏ cây này cũng đẹp. 140 luôn cây luôn chậu. Rồi, ok. Ao nhầm Big Bang Row. Cây này 100 nha mọi người. 100 đô là. Bông bự lắm mọi người nha. 100. Bông bự tròn đều. Bông quá bự tròn đều, cánh tròn sót clip. Rồi cây Sweetie. Cây Sweetie này cây không ống ly là 90 nha mọi người. $90 là phải đặt lan ống ly. Có một bà Hàn Quốc hàng xóm. Oxy là ngon. Oxy the scat, bà đang nói ăn cơm ngon quá. 90 cái cây nha, cái chậu 50 nữa nha. Còn cây không 90, cây này đẹp mọi người. Bữa nay nở to bông nè. Còn cây này thì là 100. Cái cây kia bán rồi, cây này 100. Cây này cũng đang nở bông nha mọi người. Bông cứng.
cây xuất thì thích nước mọi người cho uống nước là nó mập thù lưu rồi mọi người. Cây này thì là 80. Đây thì đó là 80 cái chậu, 20 nữa 100 luôn cây luôn chậu ha. Rồi cái này là super ban á mọi người, mà cái này màu chưa lên hết nè, tại vì bà thiếu nước nè. Con sẽ tưới nước cho bà. Cây này để mọi người là 350. $350. Cái này bữa nay là màu đẹp quá nè. Cái này 290 nha mọi người. $290. Cánh dày, cánh già 290 đồng. Rồi còn cây này. Cây này để mọi người hôm nay là 350 nha. $350. Còn cây này là lên màu đỏ mọi người, có sọc đó mọi người. Đẹp ghê không? Cái này 700 nha mọi người. $700. Cái này bông hồng đỏ. Cái này là ru nha mọi người. Wow. Trời ơi, lên video đẹp quá. Cái này cũng đang lên màu nè. Cái này đang lên vàng nè. Cái này 380. $380. Dáng đẹp, 380. Cái này red ru. Cái này là red cashmere. Cái này mai mốt lên màu đỏ đẹp lắm mọi người. Giờ chưa lên, mọi người chưa quay. Ồ, cây này. Cây này bữa nay Ngân lên giá 800 nha mọi người. $800. Cây này bây giờ màu lên rồi nè, đang chuẩn bị lên đỏ nè. Cây này là red. Này nè, đang chuẩn bị lên đỏ rồi. Cây này bữa nay là 800, để càng ngày càng lên giá. Càng ngày màu mà càng lên thì giá nó càng lên luôn. Tại vì trồng lâu quá mọi người, mất thời giờ và mất cái diện tích lắm. Mình phải trả tiền mặt bằng mà mọi người. Cho nên là để càng lâu cái cây càng mắc. Những cây có giá trị á, mắc. Giống như mọi người chơi bonsai á, để càng lâu á, cái cây của mọi người giá trị nó càng mắc tiền á. Ok, cây này là màu đỏ cam nè. Cây này hôm bữa hơn có không? Đỏ cam vàng. Cây này 120 nha mọi người. $120. Rất là dày. Màu đỏ cam nha mọi người. Đỏ cam có sọc. Đẹp quá trời luôn. 120 đồng cây này nha mọi người. Cây hôm bữa mình có là đỏ đen, còn đây là đỏ cam. Đỏ cam 120 đồng. Cây hôm bữa là cây bự nhất. Cây này 120. Cây này còn lên màu nữa nha mọi người. Cây này dễ trồng lắm, không thích uống nước nhiều đâu mọi người ơi. Cây này không cần uống nước nhiều, thích full xanh luôn. Để ngoài trời full xanh luôn. Cây này là cây này nè. The V á mọi người. The V. Crested. Cây này crested của nó 300 nha mọi người. The V. Rồi, ok, cây này Medusa. Medusa mà bỏ in bên tình dung hộp. Medusa mọi người. Cái này Medusa 400 mọi người ha. $400. Medusa pha 400. Ngân có một cây cây này nhỏ 60 đồng nha mọi người. $60. Cái chậu 15 đồng nữa là 75 đồng. $75. Phải không xác. Cây Pinkwood bữa nay lên màu chưa ta? Cây Pinkwood. Pinkwood nó chưa lên màu mọi người ơi. 190. Pinkwood này lên màu rồi. Cứ 190 một cây mọi người. $190 each. Rồi cây này lên màu nè. Cây này bự quá trời luôn. Cây này để mọi người là 700 nha mọi người. $700. Cho cái bông hồng thử vô coi nó đẹp không. Mấy cái này dễ lắm, cứ cắm bên là nó lên màu. 700 nha mọi người, rất là dày, rất là già nha. Cái này mà đổ chậu chắc đẹp lắm á. Cái bông này đẹp lắm á mọi người, cánh dày đẹp lắm. Còn ai muốn chơi cây nhỏ đây, 200. $200. Cây ống liên nha mọi người, không tính chậu. Cái chậu 78 đồng. Rồi, ok. Rồi, cần cây này. Cây này để cho mọi người bông hồng xí muội mà màu vàng á mọi người. Cây này để mọi người là 300 luôn cây luôn chậu.
$300 for the whole set. Còn cái này là cây lên red blue nha mọi người. Cái này red blue. Cái này để mọi người 700 nha mọi người. $700. Cái này là hàng va, super bang va luôn nha mọi người. Cái này để mọi người 250. $250. Rồi cái này là pin. Pin Angel. $450. $450. Cái này là Fiesta va. Này là baby quá trời luôn. Cái này là 290 đồng. $290. Cái này là nguyên cái chùm này là của nó nha mọi người. Khoét này của nó, chỉ có ad ngân, chỉ ad cái cây này vô thôi nha. Còn toàn lại là nguyên. Cái này là của nó, cái này của nó. Chỉ ad cái này vô thôi. Okay. Cái này có khoét đó mọi người nha. Cái khoét này fully rooted rồi nha mọi người. Nè bông là chuẩn bị bông ra nè. Cái này bông mà ra nhiều là giá khác nha mọi người. Rồi ok. Cái này hả? Cái này đẹp quá. Cái này hoàn hảo, giá đẹp quá trời luôn nha mọi người. 350 luôn cây luôn chậu nha mọi người. $350 for the whole set. Cái này nên lấy nè. Đây đằng trước. Đây đằng sau. 350 đồng giá đẹp quá trời. Cái này hàng Korean nha mọi người. Nó có cái bông đó nè. Hàng tàu riêng nha, 350. Luôn cây luôn chậu. Chậu tàu riêng, cái này nên đánh, cái này quá đẹp. 350 đồng. Cây này dễ lắm mọi người, để ở trong nhà hoặc là ở ngoài gì cũng ok hết nha mọi người. Cực kỳ dễ, cánh dày, cánh tròn mà lên màu đỏ đỏ. Đẹp lắm á. Khi mà lên màu, cái ngân là giá khác nha mọi người. Thông cảm. Còn cái này hàng va nè. Cái này hàng va này, cái này 350 nha mọi người. 350 đồng. Cây này trồng hơi bị méo. Nhưng mà có rễ rồi, cứng ngắt rồi. Mọi người mua về mọi người làm giống chỉnh dáng lại nha, chứ cây này có rễ rồi nha mọi người, dáng đẹp nè. Cây này 350 đồng dáng đẹp. Và hàng va mọi người này, có cái bông của nó nè. Thấy không? Va nha, fully rooted nha mọi người. Rồi, ở đây cây này cũng tỉnh rồi nè. Cây này là 300 luôn cây luôn chậu. $300 for the whole set. $300 luôn cây luôn chậu. Cây này là cũng tỉnh rồi, giờ đặt lá khô luôn nha mọi người. 300 luôn cây luôn chậu. Cây này là black. Black walking 350. $350. Dán quái nha mọi người. Cây này lấy luôn cây luôn chậu nên là 400 chẳng luôn cây luôn chậu. $400 for the whole set. Thôi lộn, cái chậu là 70 đồng lận, 420 đồng lận mọi người. 420 hả? 420, tại quên nãy cái chậu này 70 đồng lận. $420. Còn cây không là 350, còn luôn chậu nữa là 420 đồng nha. Cái chậu 70 đồng lận. Còn cây này bữa nay tỉnh rồi nè, $1,600. Rồi. Medusa 600. Rồi cây này màu đỏ nè. Red blue nha, cây này $1,350 nha. $1,300. Cây này sẽ nổi đỏ đẹp lắm, $1,350. Còn có cây Inferi. Inferi cái đó bự lắm mọi người. Cái đó để mọi người 690 đồng. $690. Màu đó là giá khác nha. Rồi, còn cái này. 1,500 đô cây này. $1,500. Còn cây này dán bonsai nè, đỏ nè. $250. $200. Cây này là Medusa mọi người, 250. Cái này 140. $140.
cây này 100. Mấy cây này là cây bự hết nha mọi người. Cây bự mà cao á, trồng lâu lắm mới cao lên được như vậy mọi người. Rất là lâu mới cao lên như vậy. Cây này là 120 triệu đồng. Mấy cái cây mà thân cao giống như vậy bạn phải trồng lâu lắm. Nè, 120 đồng. Và nè, còn mà mới mua về nó lùn lùn lắm mọi người. Rồi, cây này mới đẹp. Cây này 120 đồng. 120 đồng. Cái này là mình nói cây không nha, không có chậu nha. Dạ. Mấy cây này là mấy cây cao mà khỏe mà có rễ hết rồi nha, trồng sống sót hết rồi mọi người. Nó đã chịu mưa chịu gió rồi, nó đã được thuần rồi, cho nên là mọi người mua về mọi người không sợ chết đó. Mua cây nào là đáng cây đó, đáng tiền cây đó. Mà cao mà dáng đẹp nữa, tròn vo nè. Mà già mà đều nha. Rồi ok. Qua cây này. Cây màu xanh này á. Nó cây. Cây nào? Cây này chưa lên màu hả? Cây này chưa. Cây này lên màu nó mới đẹp. Để nó lên màu thêm thời gian. Cây này bự lắm mọi người, 150 nó mới bán cây này. Bữa cây này nó lên nó có cái viền màu đỏ ngoài, màu hồng. Ừ, màu xanh mà có viền đỏ cam ở chính giữa. Mà bữa tới nước nó bữa nay nó bắt đầu nó cứng lá lên rồi nè. Nó cứng lá lên mà đường các cái dáng nó xòe đều ra đẹp lắm mọi người. Nó bự lắm. Thích. Nè mọi người thấy không? 140 đồng. $140. Màu sẽ lên nha mọi người, cái này màu sẽ lên nha, cái này va nha mọi người. Nó có cái trân nó màu brown nè. Cái này lâu lắm mới có cây bự mà tròn đều giống như vậy. Ui da hồi. Ai mà có tiền cho cây bự mà phải thân tròn đều nha. Ô cái này 140 luôn. $140. Cái này hạt vàng. À, cây này bắt đầu lên màu rồi nè. Cây này bữa nay lên màu rồi nè. Thấy không mọi người, thấy nó đã đỏ lên chưa? Nó còn đỏ nữa nha mọi người. Cây này đỏ lắm luôn, cây này 140 luôn. Cây này là Medusa. Còn cây này lên hồng tím, có sập. Cây này 150. $150. Cây này hồng hiếm nè. Cây này lên màu đẹp lắm mọi người ơi. Tí nữa ai mà muốn coi màu của cây này tắt điện thoại cho Ngân sẽ cho coi cái màu của nó lên như thế nào. Của khách Ngân mua năm ngoái á, năm nay lên màu rồi. Thì ai mà muốn coi, ô cho chị coi cái màu của cây này, tắt em gửi cái hình cái màu lên cho ha. 150. Còn cây này 70 đồng nha mọi người. $70. Lát lực lá gỡ 70. Nè còn cái sỏi nha. Sỏi 300 nha mọi người. Cái chậu 30 nữa là 330. Mấy này bữa nay lên màu. Cây này bữa nay mặc thù lưu rồi mọi người ơi. Nè sờ cứng lắm mọi người. Rồi ok. Vẫn cây này đây. Cây này là 700. Cây này nó giống như cây này mà nhỏ hơn thôi nha, 150. 150 đồng cho cái cây này only nha, cái chậu 200 đồng luôn cây luôn chậu. Cái $200 for the whole set. Còn mua chậu only là 80 đồng lận nha mọi người, cái chậu này only không là 80 nha. Còn mua luôn cây luôn chậu thì là mới là 200 chẳng. Rồi. Cây này 550. $550. Cây này dáng đẹp chuẩn, trồng lâu lắm mới lên màu vậy nha mọi người. Alright, this one lên màu chưa? $450. $450. Còn cây này là 80. $80. Dáng đẹp mọi người. Rồi, còn cây này 400. $400. Cây này rất là luôn. 600. $600. Cây này
200. Chua hăng rồi. Cây này đẹp. 200. Cây này 600. Xích thân rệt đó là. Cái này chưa mập ha. Chưa, phải đang lá còn ấy. Đâu cái này đi. Lá còn nhau. Bây giờ xài 300. 300 nha mọi người. Truy hăng rệt đó là. Rồi cái này. Cái này 280. $280. 280. Cái này 550. $550. Cái này 120. $120. Ồ, cái đuổi này là một cây mật kìa. 190 cái cây không nha. Luôn cây luôn chậu là 240. $240 for the whole set. Cây này đẹp nha. Còn không, còn lấy cây không là 190 nha mọi người. $190 cây này lên màu nha, cam cam rồi nha. Cái đó vô ghép vô hay là của nó? Ghép. Ghép vô mới đẹp, chứ để không đâu có đẹp mọi người. Để không thì chơ chọi với mồi những cái gì thì những cái duyên. Phải ghép thêm một bông nữa, rai hi nữa nè, thì nó mới có duyên nè. Ghép một bông ở đây rồi ghép thêm một bông ở đây nữa là xuất sắc luôn. Mình chơi cây mình không phải ghép thì cái dáng cây nó mới xuất sắc được, nó mới đẹp được. Nếu mà bạn chơi bằng để cái cây không, giống như cái cây này bạn để không nè, nhìn rất là trơ trụi. Đây ghép. Giống như cây này cũng vậy nè, nhìn để không rất là trơ trụi. Nhìn nó không có duyên. Mình phải ghép chung vô thì cái cây mình nó mới nhìn nó mới có duyên, nó uyển chuyển. Giống như cây này cũng vậy nè. Quá trơ trụi. Em sẽ làm lại. Khi em nuôi với tỉnh lại em sẽ làm lại. Em sẽ làm lại hết. Nói chung là em sẽ design lại hết tất cả những cái crack. Như vậy thì nó mới đẹp được mọi người. Mình chơi mình phải improve cái thẩm mỹ của mình, nó phải lên, nó phải càng ngày nó càng lên, nó càng ngày nó phải càng đẹp. Như vậy thì mình mới đạt được chế độ duyên dáng của một cái cây. Chứ năm những năm vừa rồi Ngân toàn là để như vậy không, nhưng mà khi mà Ngân chơi với những nghệ nhân bonsai á, Ngân thấy họ làm cái cây của họ nhìn có duyên lắm. Nhìn cây của Ngân bán cho họ rồi nhưng mà về họ làm á, nó tuyệt sắc, duyên nhân nó đẹp lắm. Nên họ học hỏi từ mấy cô mấy chú. Rồi cây này Ngân sẽ làm lại. Cái này hiện tại rất là bự nha mọi người. Cái này Ngân để cho mọi người là 450. $450. Giống như cái cây này nè. Cây này là naturally không ghép nè. Naturally không ghép. Nhưng mà nhìn nó, khi mà nó lên đỏ nó sẽ rất là đẹp. Bây giờ nó đang chuẩn bị lên màu. Khi mà màu nó đỏ hết, cái cây này đẹp lắm. Cây này 350 nha. $350. Cây này để mọi người luôn cây lên chậu 50. $50 for the whole set. Tại vì một cây của mình nó có mấy cây bị gãy gãy á, mọi người cứ cắt đi để cho nó lên giống. Ví dụ cắt một cái cành này nó sẽ ra baby ở đó, rồi mình lấy cái cành đó mình ghép vô trong mấy cây crack thì mình sẽ được một cái tác phẩm hoàn hảo. Ok, this one, cây này cây Treva nha mọi người. Treva nha. Cây này để mọi người là 50 đồng cái cây không, còn cái chậu là 15 đồng. 50 đồng cái cây. Oh, còn this cái tree không va, cây này 180. Cái này có rễ hết rồi nha mọi người. Có rễ hết rồi, mấy bé muốn nước. Rồi cái này để mọi người 90. $90. Rồi cây này mà chú xà giống như cây này nè. Cái ghép này không có được đẹp. Cái màu nhỏ khi các bạn ghép cây á, ghép là có nghĩa là đính thêm những cái cây single head around cây của mình. Mấy bạn phải lựa cái cây nào đó nó cùng một giống với nhau nha, thì hoặc cái màu nó phải matching với nhau thì cái cây của mình nhìn nó sẽ sơm tụ hơn, nhìn nó sẽ đẹp hơn nhiều. Nó không có quá cứng. Giống như cái cây này cũng Ngân chỉ ghép có một bông thôi, không phải là ghép mà mình đính kèm lên thì nhìn nó rất là trơ trọi mọi người. Mọi người mà có nhiều cái single head mọi người gắm around lên là cái cây này nhìn look differently, sẽ đẹp liền. Practice đi mọi người, hôm nay mình có trend mới ha. Rồi cây này để cho mọi người là 550. Cây này rất là già nha mọi người, để mọi người kiếm được cái cây Medusa nào mà bự mà giống như dài dài giống như vậy bây giờ là khó lắm mọi người ha. Khó lắm mà nuôi mà có rễ nữa là hơi bị khó nha. Hơi bị khó tại vì nuôi khó. Cái này 550. Oh my god. Khi mà màu nó lên khác mà nuôi ngưng ngưng cứng giá nó khác nha. Ngưng không có bán giá 550 cho khi mà cái màu của nó mà nó lên hết nguyên một cây này ngưng đổi giá nha. Tại vì theo thời gian cái cây này càng ngày càng mắc.
tất cả các cây red theo thời gian là càng ngày càng mắc hơn mọi người. Red á là càng ngày càng mắc, tại vì the more time, the more mature, the more beautiful nó show out. Tại vì nó là thuộc loại bonsai thì nó cần cái độ tuổi càng già thì cái cánh hoa với cái thân của nó sẽ sắc nét lại, cái màu của nó sẽ hiện lên, thì nó sẽ có giá trị rất là nhiều khi mà mình để về sau nha, càng lâu càng có giá trị nha mọi người. Cho nên chơi crack á không bao giờ bị mất giá. Chơi hàng chùm á mọi người có thể bị mất giá, chứ chơi crack mọi người không có bị mất giá đâu. Ví dụ một cây như vậy hồi xưa Ngân bán chừng khoảng 90, 100, 120 là cùng thôi, mà bây giờ Ngân mua lại của khách của Ngân thôi, bán lại đã lên tới 150, gấp đôi mọi người. Cái đó thật sự, sự thật luôn. Tại những người trồng mà khách của Ngân đã trồng rồi á mà màu lên đẹp, giá gấp đôi luôn mọi người. Ok, cho nên mọi người chơi crack thì mọi người không có bị lỗ đâu. Còn ai mà trồng crack không giỏi nó chết. Cái đó là mình phải chịu khó học hỏi, kiên nhẫn. Trồng crack đòi hỏi kiên nhẫn lắm mọi người. Trong quá trình trồng crack nó không có đơn giản là mọi người ra đứng tưới nước một cái là cây mình mới mập đâu mọi người. Mọi người phải chăm chút nè, lặt lá khô nè, trộn đất nè, thổi bụi nè, rồi chăm chút cho nó thì nó mới đẹp được. Còn mọi người ra mà đứng tưới mà mỗi ngày tưới tới tưới lui chết hàng loạt nha là chuyện bình thường nha. Chưa crack là phải kiên nhẫn nha mọi người. Không kiên nhẫn không chưa crack được đâu mọi người ơi. Nếu mọi người không kiên nhẫn chơi hàng chùm hoặc là chơi mấy cái cây succulent của local để đâu nha cũng không có chết hết. Đồ của local để chỗ nào nó cũng không chết. Chơi hàng của local là sướng nhất, easy. Hoặc là chơi Achi nha, chơi Achi nó quăng bù lóc nó cũng sống nha. Cây này raindrop nè, màu cam nè, 50. Các cây đo nè, giống như cái cây này Vuduva nè, thấy bữa nay không, nó còn săn chắc hơn ngày cái video của 3 ngày trước. Màu nó sẽ lên nữa, nó sẽ lên màu viền cam ha. Cây này vẫn giá 300. Chưa rồi. Đây rồi, đây là cây blooming, red blooming. Red blooming á nó giống red Romeo nhưng mà nó điểm khác biệt là nó có nhiều mũi nhọn hơn và nó không có đỏ tươi như thằng red Romeo. Red Romeo đỏ rất là tươi. Red blooming, blooming cái màu đỏ nó more thiên về màu của pink champagne. Nhưng mà nó có đỏ và nó có cái mũi nhọn của nó màu đen. Thì in the future là nó sẽ đỏ hết, nhưng mà cái mũi nhọn màu đen này nó, tất cả cái chóp này của nó sẽ hiện lên màu đen là lúc nó già rồi. Và nó chịu được nắng full sun. Cho nên cái red blooming á nó mắc tiền hơn thằng red Romeo, mà nó ít khi nào có size bự lắm. Red blooming thường nó có chừng chúm vậy thôi là 45-50 đô rồi. Còn cái size này là bự lắm nha mọi người. 60 đồng. Red blooming. Không phải là red Romeo. Ha, còn this is red garnet. Red garnet thì chị Hương đã có một cái bự đó, chị Hương có hay chiếu ra lúc mà tưới cây á thì mọi người biết cái màu lên rồi ha. Đỏ cam mà tương lai sẽ rất là đẹp. Từng bông hiện ra như bông giấy vậy đó. Mà đỏ cam ha. Cái này đang lên. Cái này để mọi người 450. $450. Còn cây này thì thôi khỏi nói rồi, teacup. 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 Cây này thì thôi khỏi nói rồi. Cây này là khỏi chê rồi, tuyệt sắc gia nhân rồi. Teacup 3. Cái này để mọi người 500 mọi người ơi. Cây này mua mắc lắm. Mua bị mắc như bông giấy vậy đó. Red Romeo nữa nè. Cái này đó, các mọi người thấy không? Chóp màu đen nè. Red Romeo không lên cái đỉnh màu đen nha. Cái đỉnh của nó chứ không có lên màu đen mà nó chỉ đỏ thôi. Đó là sự different. Còn này raindrop 20 đồng. Raindrop này sẽ lên đỏ thì là đỏ thích full sun nha mọi người. Rồi còn này là Medusa cái này dáng đẹp mọi người. Cái này 400. Cái này dáng đẹp. Dáng rất là đẹp. 400. Còn cái bướm bướm. Cái này hàng cori nha mọi người. Cori. Cái này 60 đồng ha, cái chậu 20 đồng nữa là 80. Còn cái này là cây sỏi va, Tupican variegated. Cái này luôn cây luôn chậu 50. Marble track Europe Velour. Cái này Europe Velour màu đỏ. Cái này
cây này 650. $650. Đây, trong đây nó có một cây contract mà của cái loại này nè, cắm vô nè. Mà nó lên màu nè mọi người. Here, I'll show you. Nè, this one. Cái này lên màu đẹp lắm mọi người. Cái cây mà Ngân đang bán 550 lên màu đẹp lắm. Nó sẽ lên tím tím, xanh xanh, cam cam, sẽ lên đẹp lắm luôn á. Hot fully mọi người ai cũng có một cây thôi. Rồi, cây này 55 đồng. Cái chậu 30, cái cây 55. Coi như 90. Dạ, 90 với một cây luôn chậu. Uh-huh. Còn cái này bữa nay cũng cứng cứng rồi nè. Cái này 180 đồng, cái cây only. Cái này va nhiều lắm nha mọi người. Nè mọi người coi cái va của nó quá nhiều luôn. Va cam, hồng, trắng. Rồi con này cũng va nhiều lắm nè. Cây này là 100 đồng. Bông nào cũng có va hết. 1, 2, 3, 4, 5. Cái này cũng có va hết. Cái này nó lên màu hồng, sử dụng future đẹp lắm á. Còn mấy cái kia thì va hết, mọi người nhìn thấy rồi, không cần phải nói nhiều. Rồi cái cây bên đây cũng va nhiều lắm nè. Chùm đó 100, chùm này 100, chùm này thì là 200. Chùm này bự lắm, rất là bự. 200, chùm này thì là 250. Cái này va nhiều lắm mọi người. 250. Ừ, rồi chùm này thì là 300. Chùm này thì là 200. Trong cái chậu trắng cái chùm đó là 200 nha mọi người. Rồi chùm này thì là 120. Chùm này thì là 60. Xếp 60. Rồi còn chùm này thì là 100. Cái này nhiều baby lắm nha. Cái này là cái gì? Nhiều baby lắm nha. Super boom. Super boom đẹp lắm mọi người. Mọi người nên có một cây super boom đi, cái super boom đẹp lắm. Lên đẹp lắm, bữa nào qua vườn của cái chị khách của Ngân quay cho mọi người coi. Cái này 90. Trời ơi, cái này thì là 200. Cái này là 250. $250. Rồi cái này là 60. Cái này là 50. Rồi. Rồi cái này thì là 120. Cái này là 150. Cái này là 60. Cái này là 100. Cái này là 100. Rồi cái extension này rất là đẹp luôn á. Impending light in fairy. Cây này rất là bự, rất là đẹp. Bông nè, mọi người nhìn nè. Cây này để mọi người là 950. 950 đồng. Rất là bự luôn nha mọi người. Hopefully là... Cây này có rễ rồi nha mọi người, cứng cáp hết rồi. Nó có Infantin, Inferi nằm trong một cây mà nó có cả luôn thằng Red Granite nữa nè. Ở bên đây là khúc này là Red Granite nè. Rồi cái bông này cũng Red Granite luôn. Cánh tròn. Nó có nhiều màu ở đây, Half Moon nữa nè. Là màu khác trong cùng một giống cây á mọi người. Ở đây cũng có nữa nè. Cái này mốt bung bông ra đẹp lắm mọi người. Cái này size cũng khá là bự. À. Ok, bây giờ mình qua chút xíu. Rồi, bây giờ mình đi tới đây. Cây này là cây Firecracker khoái tịch nha mọi người. Firecracker khoái tịch 180 đồng. $180. Firecracker khoái tịch đỏ hàng hiếm 180. Rồi cây này là 100. Cái này là 190 đồng. $190. Bộ bột vàng nha. Còn đây có invention nhỏ. Invention nhỏ nè, 150 đồng. $150. Đây, thấy không? Bông nè. Nó cũng giống như cái cây 900 hồi nãy nhưng mà nó thu nhỏ lại thôi nha mọi người. 150 đồng mua được. Rồi con cây này là cái gì nè. Green Obsidian ha.
cây này để mọi người 195 đồng. $195 Wimper Sedan nha mọi người. Hàng va nha mọi người. Mọi người có màu hồng màu đỏ rồi mọi người nên lấy cây màu xanh mà có va mà cánh tròn, cánh gợn, gợn sóng. Nó là mai mốt nó lên màu xanh trắng nha mọi người, xanh trắng vàng. Cây này riêng một cây này nó có màu vàng nữa ha. Rồi, ok. Cây này Pinkwood. Cây này Pinkwood nha mọi người. 200 mà. Pinkwood. Pinkwood Diffusion. Cây này cũng có rẻ rồi. Cây này Pinkwood. Pinkwood này cũng có rẻ luôn rồi nha mọi người. Cái này để mọi người 150. $150. Nè mọi người có cái bông này. Va nha mọi người, cánh dày 150. Cái chậu này buồn. Thôi. 185 đồng luôn cây luôn chậu nha mọi người. 185 luôn cây luôn chậu. Chậu này cũng handmade của Cori nha mọi người. Mọi người về lặt lắc khô thôi ha. Đây có cây Diffusion. Medusa cũng đang ngỏng lên kìa. Dạ, lên xuống đây. Medusa nè. Thôi mày, nó cũng chết. Ok, cây này là Fidespa nha mọi người. 150 đồng cây ổn liền nha. 150. Cái chậu này là 60 đồng nữa là 200 luôn cây luôn chậu đi. Đó. $200 luôn cây luôn chậu nha. Còn cây ổn liền là 150 đồng. Ok. Cái này là 180 đồng nha. Hồng Giang. $180. Hồng Giang 180 nha mọi người. Còn cái này là cây Mai Dì nè. Mai Dì Crested. Mai Dì Crested. 190 đồng. Cũng hàng va luôn nha mọi người. Mai gì nó sẽ lên màu hơi cam cam nha mọi người. Đỏ cam. Mai gì 190 đồng. Có nhiều cây lắm mà. Với tới hồi video dài tới 30 phút rồi. Gần 50 phút rồi. Ok rồi, thân xin ngưng ở đây.